Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Xin chào, rất vui và rất được gặp lại các bạn trong đoạn video gây thông thái. Bạn có biết rằng sứ mệnh đầu tiên nằm trong chương trình phòng thủ trái đất đã thành công ngoài mong đợi và NASA không thể giải thích tại sao hay vũ khí hạt nhân có thể xóa sổ dân cư của cả một thành phố mà không cần thiết phải san phẳng nó? Chào mừng đến với 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, phần 69. Bạn đang nhìn thấy khoảnh khắc tàu vũ trụ phi tiêu DART lao vào Dimorphos, tiểu hành tinh mặt trăng của tiểu hành tinh Didymos vào lúc 23 giờ 14 phút giờ UTC ngày 26 tháng 9 năm 2022. Sứ mệnh này thành công vượt xa mong đợi ban đầu và NASA cũng không hiểu tại sao. Phi tiêu là một tàu vũ trụ nằm trong sứ mệnh cùng tên của NASA nhằm thử nghiệm khả năng phòng thủ trái đất cho các tiểu hành tinh. Nội dung của sứ mệnh này đã được VFI trình bày khá chi tiết trong video số 426, anh chị em có thể tìm và xem lại. Trước khi phóng phi tiêu về phía tiểu hành tinh mục tiêu, các nhà khoa học NASA, những người đầu toàn sạn và bụng thì toàn chưa nghĩa với cả công thức, đã tính toán rất kỹ. Họ tính được rằng việc một tàu vũ trụ kích cỡ của một chiếc máy bán hàng tự động nặng nửa tấn lao với vận tốc 6 km/s vào một tiểu hành tinh đường kính 170m sẽ làm nó chậm đi khoảng 0,4 mm/s, từ đó dẫn đến chu kỳ quỹ đạo giảm xuống tối thiểu là 73 giây và nếu thành công là khoảng 10 phút. Tuy nhiên, thực tế vượt xa những gì mà những bộ não bự của NASA đã dự tính. DART đã phóng trúng hồng tâm của Dimorphos tại tốc độ xấp xỉ 6,6 km/s, 23.760 km/h. Vụ va chạm tạo ra 11 gigajoule năng lượng, tương đương với khoảng 3 tấn TNT. Việc bị đâm trực diện ngược với hướng di chuyển đã khiến vệ tinh này sống chậm lại một chút. Dù rằng trước khi bị thụ cho một cái vào mặt thì ông này cũng không phải là một tiểu hành tinh thuộc diện nhanh nhẹn. Theo Wikipedia, tốc độ quay của Dimorphos quanh Didymos trước khi va chạm chỉ là 17,4 cm/s, chậm hơn một con rùa bò theo đúng nghĩa đen. Sau va chạm, vận tốc quỹ đạo của Dimorphos giảm xuống từ 1,75 đến 2,54 cm/s, còn từ 14,9 đến 15,7 cm/s tùy vào độ xốp của tiểu hành tinh này. Sau khi chậm lại, Dimorphos bị kéo về gần phía Didymos, đi vào một quỹ đạo mới có bán kính nhỏ hơn tương đối so với quỹ đạo ban đầu. Chu kỳ quỹ đạo, tức là thời gian để nó quay hết một vòng quanh Didymos, giảm xuống tận 32 phút, từ 11 giờ 55 phút 18 giây giảm xuống còn 11 giờ 23 phút, gấp hơn 3 lần ngưỡng thành công và gần 27 lần giới hạn tối thiểu. Nghĩa là thay vì huých một cú nhẹ và khiến Dimorphos thay đổi quỹ đạo đi một chút, tàu vũ trụ phi tiêu đã thụi một cú đau điếng khiến tiểu vệ tinh này phải nhỡ đời. Dĩ nhiên, thành công ngoài dự kiến là thứ gì đó đáng để ăn mừng, nhất là khi mà thí nghiệm nhỏ này tiêu tốn tới 325 củ khoai Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng gợi ý rằng các tính toán của các nhà khoa học NASA, những người mà trong tương lai rất có thể sẽ lãnh trọng trách giải cứu trái đất khỏi một siêu tiểu hành tinh đường kính vài cây số, đang có sai số rất lớn. Thứ bạn đang nhìn thấy không phải là một sao chổi mà là vệt bụi dài hơn 10.000 km tạo ra từ các mảnh vỡ của tàu vũ trụ DART cùng đất đá từ bề mặt Dimorphos bắn tung tóe vào không gian và được thổi đi bởi áp suất bức xạ mặt trời. Vậy thì các nhà khoa học đã bỏ qua điều gì? Tham số nào cần được điều chỉnh hay là có gì đó còn rang rang riu riu mập mờ đằng sau vụ phóng phi tiêu? Chưa ai biết chính xác, tuy nhiên đã có một giả thuyết được đưa ra và giả thuyết đó thì lại liên quan đến những hình ảnh mà bạn vừa nhìn thấy. Cụ thể, các quan sát bằng kính viễn vọng từ trái đất đã cho thấy rằng độ sáng bề mặt của Dimorphos đã tăng lên gấp 3 lần sau vụ va chạm. Kết hợp với đuôi bụi xấp xỉ kích thước của trái đất, các nhà khoa học giả thuyết rằng lượng vật chất phóng ra từ bề mặt tiểu hành tinh này đã tạo ra hiệu ứng xung lượng tăng cường, hoạt động như là một động cơ đẩy nhỏ gắn trên Dimorphos. Và động lượng tạo ra bởi chiếc động cơ này có thể lớn gấp từ 3 đến 5 lần động lượng ban đầu của vụ va chạm. Điều này thì nằm ngoài kế hoạch ban đầu của NASA. Nó cho thấy rằng việc tác động vào quỹ đạo của các thiên thể có thể trở thành mối đe dọa đối với trái đất, té ra lại không bất khả thi như là người ta vẫn lo ngại. Cũng không loại trừ khả năng, vệt bụi mà các nhà thiên văn học trái đất nhìn thấy quả thực đến từ động cơ của tàu vũ trụ Dimorphos,
Một phi thuyền được ngụy trang khéo léo của một nền văn minh ngoài hành tinh đang làm nhiệm vụ thám hiểm một hệ sao nghi là tồn tại sự sống. Nếu điều này là thật, hãy cùng cầu nguyện rằng cú tát yêu vừa rồi không bị hiểu lầm là một hành động cà khịa, hay tệ hơn là khiêu chiến. Trở lại với sự thành công của vụ phóng phi tiêu, đây là một tín hiệu vui không chỉ cho giới khoa học mà còn là niềm vui chung của toàn thể nhân loại, đặc biệt là của các thế hệ con cháu trong tương lai. Trái đất đã bị oanh tạc bởi các thiên thạch, sao băng và tiểu hành tinh trong suốt 4 tỷ năm đã qua. Và khi mà một sự kiện mang tính hủy diệt xảy ra trong tương lai, hậu duệ của chúng ta nên có trong tay những phương án phòng thủ tốt nhất. Bonus, nếu như bạn tìm kiếm từ khóa Dark Mission trên Google, con tàu phi tiêu sẽ xuất hiện và húc nghiêng trình duyệt của bạn. Thử đi bạn nè! Mang mặc, mang tặng đều sang, tìm quần, tìm 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên Shopee Mall. Nhân dịp ra mắt hàng loạt bộ sưu tập quần dài mới, 360 Boutique áp dụng chương trình giá trải nghiệm thấp tụt quần dành cho quần Âu duy nhất trên Shopee Mall. Quần Âu chuẩn form, chất xịn, vải mịn, giá trải nghiệm chỉ 199k. Đây là cơ hội có 102 để anh em trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao với giá không thể hợp lý và hợp ví hơn. Chỉ với 199k, anh em có trong mình chiếc quần crop hot nhất dàn hàng 360 Boutique với giá thường ngày hơn 300k. Trong khi anh em đang cảm thấy lạ cái lỗ tai thì quần crop là một loại quần Âu cắt gấu ngắn nằm trên mắt cá chân. Nhờ đặc điểm này mà quần crop mang lại vẻ trẻ trung, thanh lịch cho người mặc. Quần sử dụng chất cốt tông lạnh, mềm mịn, ít nhăn, mặc lên lại còn rất mát nữa. Đã thế, quy quần còn được may ẩn, đường kim mũi chỉ thì chuẩn chỉ, không chỉ thừa, không nhăn. Nhận hàng mà không đúng với quảng cáo thì mời anh em vào đánh giá một sao giúp tớ. Ghé thăm 360 Boutique để mua ngay món hời giá trị 199k cùng cực nhiều sản phẩm thời trang nam chất lượng cao, đẹp, thời trang mà lại rất hợp lý và hợp ví. Tìm 360 Boutique trên Shopee hoặc bấm vào đường link chúng tớ để trong mô tả và ghi top comment để sở hữu ngay quần Âu cao cấp chỉ 199k nha anh em nè. Những đám mây hình nấm, sóng xung kích san phẳng một thành phố, bức xạ nhiệt gây bỏng và mù tạm thời tại khoảng cách vài cây số tính từ tâm vụ nổ. Đó là những gì người ta bất giác nghĩ tới khi nhắc về vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, vũ khí hạt nhân không cần thiết phải trông có vẻ tàn phá, chúng có thể đáng sợ theo một cách rất khác. Trong một vụ nổ hạt nhân xảy ra ở tầng thấp của khí quyển trái đất, sóng xung kích chiếm tới một nửa lượng năng lượng được giải phóng. Sóng xung kích làm suy yếu các cấu trúc để những cơn gió với vận tốc 300 m/s hay hơn 1000 km/h sẽ toạc chúng sau đó. Khi một vụ nổ xảy ra, nó hình thành một vùng rộng lớn có áp suất thấp gần như chân không quanh tâm vụ nổ. Không khí xung quanh có áp suất cao hơn, khối hỏa lao về phía vùng áp thấp, quấn theo bụi và các mảnh vỡ, hình thành một cơn gió hủy diệt. Sóng xung kích cùng với các đợt gió tạo ra hầu hết các tác động vật lý mà bạn có thể nhìn thấy. Về mặt bản chất, sóng xung kích tạo ra bởi một vũ khí hạt nhân cũng giống như là sóng xung kích tạo ra bởi những quả bom thông thường. Khác ở chỗ chúng mạnh hơn gấp hàng triệu lần. Bức xạ nhiệt chiếm từ 30 đến 50% tổng năng lượng trong một vụ nổ hạt nhân. Nó đứng thứ hai về cổ phần năng lượng nhưng sẽ là thứ đầu tiên bạn thấy và cảm nhận được từ một quả bom nguyên tử. Tất nhiên là nếu như bạn ở đủ xa, bởi nếu bạn ở quá gần Ground Zero, bạn sẽ bốc hơi trước khi có thể cảm nhận bất cứ thứ gì. Bức xạ nhiệt chính là nhiệt lan truyền với tốc độ ánh sáng. Ngay khi quả bom phát nổ, bạn sẽ nhìn thấy luồng ánh sáng chói chang giống như thể là mặt trời vừa đáp xuống trái đất. Và cùng lúc đó là sức nóng của vụ nổ, đủ để gây ra các vết bỏng độ 3 tại khoảng cách từ vài đến vài chục cây số tùy vào độ khủng long của quả bom. Khoảng 5% tổng năng lượng của một quả bom hạt nhân được giải phóng dưới dạng bức xạ neutron, tia gamma, tia alpha và electron, gọi chung là các bức xạ ion hóa. Bức xạ ion hóa tùy vào liều lượng có thể giết chết ngay lập tức, trong ngắn hạn hoặc làm hư hỏng gen, gây đột biến, ung thư, giết chết nạn nhân sau vài năm. 5-10% năng lượng còn lại của một vụ nổ hạt nhân tồn tại dưới dạng bụi phóng xạ. Chúng là phần vật chất phóng xạ, thường là sản phẩm của quá trình phân hạch, được phóng vào các tầng cao của khí quyển bởi vụ nổ, sau đó rơi trở lại mặt đất sau khi các đợt phá hủy ban đầu của quả bom đã đi qua. Theo Tổ chức Chiến dịch Quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân ICAN,
2,4 triệu người trên khắp thế giới chết vì ung thư do các vụ thử hạt nhân trong khí quyển được tiến hành từ năm 1945 đến năm 1980. Phân tích như vậy để thấy rằng vũ khí hạt nhân gieo rắc nỗi sợ chủ yếu thông qua sức hủy diệt tức thời, có thể nhìn thấy và cảm nhận ngay thời điểm xảy ra vụ nổ, gây ra chủ yếu bởi bức xạ nhiệt và sức nổ, bao gồm sóng xung kích và các đợt gió giật. Tuy nhiên, vũ khí hạt nhân cũng có thể được thiết kế để phần lớn năng lượng mà nó giải phóng tồn tại dưới dạng bức xạ ion hóa. Nhưng vũ khí như vậy được gọi là bom neutron. Bom neutron có tên gọi khác là đầu đạn bức xạ tăng cường. Nó được thiết kế để tạo ra sức nổ và nhiệt lượng tối thiểu, thế nhưng giải phóng lượng bức xạ chết chóc ở mức tối đa. Trong một quả bom nhiệt hạch thông thường, một quả bom phân hạch nhỏ đóng vai trò kíp nổ được đặt cạnh một khối nhiên liệu nhiệt hạch. Hai thành phần này được đặt trong một lớp vỏ bức xạ dày, thường làm từ uranium cạn kiệt, một phụ phẩm của quá trình làm giàu uranium. Lớp vỏ này vừa giam giữ năng lượng từ quả bom phân hạch trong một khoảnh khắc đủ để kích hoạt phản ứng nhiệt hạch, vừa tận dụng số lượng lớn neutron giải phóng từ phản ứng nhiệt hạch để kích hoạt phản ứng phân hạch đối với uranium, tạo ra thêm một nguồn năng lượng đáng kể cho một vũ khí nhiệt hạch. Một cách ngắn gọn thì vũ khí nhiệt hạch thông thường được thiết kế để phần lớn lượng bức xạ neutron bị hấp thụ bởi lớp vỏ. Ngược lại, lớp vỏ của một quả bom neutron được tuyển chọn để neutron hoặc là có thể đi qua một cách dễ dàng hoặc thậm chí là được sản xuất thêm. Nói cách khác, bom neutron được thiết kế để giảm thiểu sức phá hủy cho các tòa nhà, các cơ sở hạ tầng quan trọng và tối đa hóa sức mạnh phóng xạ để nhắm vào con người. 40% năng lượng của một quả bom neutron được giải phóng dưới dạng bức xạ neutron, gấp 10 lần một quả bom phân hạch thông thường có cùng đường lượng nổ. Khi được sử dụng đúng cách, bom neutron có thể gây ra thiệt hại nhân mạng ghê gớm, thế nhưng vẫn bảo toàn hiện trạng của các thành phố mà phía sử dụng quả bom muốn chiếm đóng sau đó. Bom neutron được phát triển lần đầu tiên ở Mỹ vào cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Chúng được người Mỹ xem như là một giải pháp sạch sẽ hơn để tiêu diệt các đơn vị tăng thiết giáp hùng hậu của Liên Xô mà không gây ra thiệt hại đáng kể cho các nước đồng minh của Mỹ mà Liên Xô có thể chiếm đóng, như là Tây Đức chẳng hạn. Tuy nhiên, cùng với việc lớp giáp của những chiếc xe tăng ngày càng dày hơn, những dấu hỏi về tính hiệu quả của bom neutron cũng dần được đặt ra. Bom neutron cũng từng được trang bị trên các hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Khi bay ngang qua các tên lửa hạt nhân, vụ nổ bức xạ neutron sẽ gây ra phân hạch một phần đối với các đầu đạn trong phạm vi 100m, từ đó vô hiệu hóa chúng hoặc khiến chúng hoạt động sai thiết kế. Tính đến thời điểm hiện tại thì tất cả các vũ khí neutron đều đã bị hủy bỏ hoặc tháo rỡ.